chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức vừa mới được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cùng với việc chuẩn bị các khoản thưởng Tết cho người lao động sau một năm dài làm việc, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang tranh thủ sản xuất những đơn hàng cuối cùng để kịp giao cho khách hàng theo hợp đồng đã ký. Đây đã là container hàng thứ 68 mà công ty trách nhiệm hữu hạn Mechidan Phú Minh từ huyện Yên Mỹ xuất khẩu trong tháng 1 năm 2024. Không khí lao động vẫn diễn ra hối hả trong những ngày giáp Tết cổ truyền. Không khí làm việc tại công ty cổ phần Haplas, doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng nhựa trên địa bàn huyện Ân Thi này, vẫn đang diễn ra như những ngày thường dù Tết đã đến rất gần. Với người lao động, một cái Tết truyền thống có nhiều ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi công việc và thu nhập ổn định thưởng Tết cao. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề. Nhiều chủ vườn, thương lái đang đẩy mạnh vận chuyển hoa cây cảnh đến các chợ trung tâm, chợ hoa để bán phục vụ khách hàng chơi Tết. Thị trường hoa cây cảnh thời điểm này đã rất sôi động với đa dạng các loài hoa cây cảnh và với mức giá khác nhau. Năm nay, các chợ hoa xuân trên địa bàn tỉnh đều có hàng trăm loại hoa với nhiều chủng loại, từ bình dân đến cao cấp, được bày bán từ rất sớm. Ngoài những loại hoa quen thuộc đặc trưng cho Tết như đào, quất, ly, cúc, lan, đồng tiền, thị trường hoa Tết năm nay còn có thêm những loại hoa mới, hoa nhập như cành tuyết mai, hoa diên vĩ, tầm xuân, phi yến, đào vàng, hoa baby. Năm nay giá của các loại hoa cây cảnh không có nhiều biến động so với năm ngoái. Các loại hoa đều giữ giá, một số loại có giá giảm so với Tết năm ngoái nhưng không đáng kể. Xen lẫn trong những ngôi nhà cao tầng kiên cố, những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi mang đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc vẫn được người dân xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bảo tồn. Hiện xã Bình Minh, huyện Khoái Châu còn bảo tồn 5 ngôi nhà cổ. Những ngôi nhà cổ ở đây có tuổi đời từ 100 năm đến 140 năm. Mỗi ngôi nhà cổ đều có nét độc đáo, tinh hoa nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc và cách bày trí riêng, thể hiện sự tinh tế phong phú trong cuộc sống của người xưa. Trải qua thời gian với bao thăng trầm lịch sử, những ngôi nhà Việt vẫn được các thế hệ gìn giữ cẩn trọng, từ những nét chạm khắc đến những viên ngói đã ngả màu thời gian. Vẻ đẹp cổ kính, hoài niệm đặc trưng của những ngôi nhà cổ vẫn được thế hệ hôm nay nâng niu trân trọng và phát huy trong cuộc sống hiện đại, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Sau đợt rét đậm rét hại kéo dài, mấy ngày qua thời tiết chuyển nồm ẩm, độ ẩm trong không khí cao, các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trong cộng đồng, đặc biệt là ở đối tượng trẻ nhỏ. Những ngày này, khoa khám bệnh các bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà và các phòng khám nhi trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hàng trăm trẻ đến khám mỗi ngày do mắc các triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, tiêu chảy. Các bác sĩ cho biết nền nhiệt độ ẩm thấp tạo điều kiện cho các virus vi khuẩn phát triển gây bệnh. Số trẻ đến khám không tăng quá nhiều nhưng chủ yếu tập trung vào 3 nhóm bệnh lý theo mùa là bệnh về đường hô hấp như cúm, viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi, COVID-19. Ngoài ra còn có nhóm bệnh về đường tiêu hóa và nhóm bệnh da liễu. Để phòng ngừa các bệnh lý trong thời tiết nồm ẩm, cha mẹ và thầy cô giáo cần giữ vệ sinh không gian sống bằng cách thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, lớp học, lau sàn tường nhà, cửa kính bằng khăn khô, giặt rèm cửa, thay chân ga thường xuyên. Trong dịp Tết này, ngành y tế sẽ theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan bùng phát lan rộng ra cộng đồng. Cụ thể, ngành y tế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam. Xây dựng phương án, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh. Về công tác điều trị, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được yêu cầu phải nâng cao năng lực thu dung điều trị, rà soát cơ sở vật chất, xây dựng và triển khai phương án đảm bảo đủ nhân lực, cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế, chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Trong tháng 1 trên địa bàn cả nước xảy ra 1.609 vụ tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có 52 vụ. Số người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong tháng là 967 người, trung bình mỗi ngày có 31 người. Số người bị thương do tai nạn giao thông là 1.076 người.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, vi phạm phần đường, không làm chủ tốc độ, tránh vượt sai quy định, không nhường đường, sử dụng rượu bia, không giữ khoảng cách. Các hãng hàng không đã thuê thêm hơn chục tàu bay trong một tháng qua, nhưng nhiều trạng bay nội địa vẫn cháy vé dịp cao điểm Tết. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, một số trạng có tỷ lệ đặt chỗ gần 100% hoặc vượt cả 100% trong giai đoạn mùng 6 tháng 2 đến mùng 8 tháng 2, tức từ 27 đến 29 âm lịch, như Hà Nội, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, đi Buôn Ma Thuột, Huế, Quy Nhơn. Giai đoạn sau Tết, nhiều đường bay cũng đang có tỷ lệ mua vé trên 100%. Từ sau ngày 4 Tết, riêng chặng Đồng Hới, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ mua vé lên tới gần 105,7%. Trên một số đường bay trục chính kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, tình hình bớt căng thẳng bởi có số lượng chuyến bay lớn. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, thế giới cần huy động ít nhất là 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ để đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Thư ký điều hành Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ông Simon Stein, đưa ra lời kêu gọi trên trong bài phát biểu tại thủ đô Baku của Azerbaijan mới đây. Ông Stein đã trình bày các bước đi cần thiết cho năm 2024 và cho rằng thế giới cần ít nhất 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ để có thể hiện thực hóa các cam kết đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh COP28 ở Dubai cuối năm ngoái. Trước đó tại hội nghị COP28, các lãnh đạo của gần 200 quốc gia trên thế giới đã nhất trí bắt đầu quá trình chuyển đổi sang không sử dụng nhiên liệu hóa thạch để ngăn những tác động tồi tệ nhất do biến đổi khí hậu gây ra. Trong những ngày qua, nông dân một loạt các nước châu Âu đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp hà khắc và thúc ép giới lãnh đạo phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề về thuế, chi phí tăng cao và hàng nhập khẩu giá rẻ. Tại Brussels, Bỉ, trong ngày 1 tháng 2, gần 1.300 máy kéo đã phong tỏa nhiều tuyến đường. Trước trụ sở Nghị viện châu Âu ở thủ đô Brussels, nông dân đã thực hiện các hành động mạnh mẽ như đốt rơm, ném pháo, tăng cường tính chất quyết liệt của các cuộc biểu tình. Nông dân Bỉ cho rằng việc nhập khẩu nông sản giá rẻ làm giảm giá trị của sản phẩm nông nghiệp nội địa. Họ mong muốn Ủy ban châu Âu đưa ra các biện pháp bảo vệ hơn để giữ cho thị trường nông sản nội địa cạnh tranh và bảo vệ sản xuất nông sản tại Bỉ. Thỏa thuận xanh châu Âu buộc các quốc gia thành viên phải thực hiện quá trình chuyển đổi sinh thái, bao gồm lĩnh vực nông nghiệp, với các mục tiêu giảm sử dụng thuốc trừ sâu cũng như phát triển nông nghiệp hữu cơ và bảo vệ đa dạng sinh học. Tuy nhiên, nhiều quốc gia EU chưa đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho nông dân khi thực hiện các quy định mới. Và điều này đã đẩy người nông dân vào tình cảnh khó khăn, tạo nên nghịch lý, những người làm ra cái ăn cho xã hội nhưng bản thân họ lại không đủ sống. Ngày 2 tháng 2, Nhật Bản cho biết nước này dự kiến cấp một loại thị thực mới nhằm tạo điều kiện cho các kỹ sư công nghệ thông tin và các nhân viên nước ngoài cư trú tại nước này trong thời gian dài hơn. Bước đi nằm trong chính sách thu hút nhân tài nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước mặt trời mọc. Cơ quan dịch vụ di trú Nhật Bản sẽ cấp một loại thị thực mới có thời hạn lưu trú tối đa là 6 tháng với nhóm lao động nói trên. Đây là nhóm lao động có trình độ chuyên môn cao, làm việc tại Nhật Bản theo phương thức từ xa, tức vừa làm việc cho công ty của Nhật Bản, vừa kết hợp tham gia các hoạt động du lịch dài ngày cá nhân tại nước này. Tuy nhiên, nhóm lao động này sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định, như mức thu nhập hàng năm tương đương 10 triệu yên, tức khoảng 68.000 đô la Mỹ trở lên, là công dân của một trong 50 quốc gia và khu vực có thỏa thuận miễn thị thực với Nhật Bản và có bảo hiểm y tế tư nhân. Nền kinh tế Hàn Quốc đang ghi nhận những tín hiệu tích cực, song tốc độ phục hồi giữa các ngành còn khác biệt và nhu cầu trong nước còn yếu. Đây là nhận định mới nhất được Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc đưa ra trong cuộc họp khẩn bàn về tình hình kinh tế của quốc gia Đông Bắc Á này. Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok nhận định có nhiều dữ liệu cho thấy dấu hiệu phục hồi kinh tế với động lực chính là xuất khẩu và sản xuất gia tăng. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi giữa các lĩnh vực không đồng đều, đặc biệt là chi tiêu cá nhân và đầu tư. Theo quan chức trên, Hàn Quốc có thể trở lại mức lạm phát trên 3% trong thời gian tới do những bất ổn địa chính trị ở Trung Đông và một số khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, Seoul sẽ nỗ lực hết sức để sớm đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2%. Bằng cách tăng nguồn cung các mặt hàng nông sản thiết yếu và triển khai hiệu quả các chương trình giảm giá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.